Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Tình Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, câu chuyện hàng tuần của chúng tôi hôm nay với cái đề tài về Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt. Thưa quý vị, lý do mà chúng tôi mang cái vấn đề này ra là tại vì trong thời gian qua không có theo dõi sinh hoạt của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt. Và hôm nay trong nhân dịp là được biết hội sẽ tổ chức một cái chương trình sinh hoạt ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong 3 ngày. Và vì lý do đó chúng tôi có mời được Đại tá Mimi Phan với cùng với Trung tá Trần Trung Tín đến đây để thưa chuyện và cũng để nói qua cho biết về những cái sinh hoạt của hội trong những ngày sắp tới. Chào Mimi. Chào cô. Chào Tín. Chào cô gọi chào tên cô. Nha. Yeah. Yeah. Theo như cô được biết, bây giờ mình nhắc đến cái hội một chút xíu. Yeah. Tức là Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt được thành lập từ hồi năm 2008 phải không? Đúng cô. Tới bây giờ là coi như mình sắp sửa ăn mừng 10 năm. Dạ đúng. 10 năm, coi như 10 năm cũng dài hả? Dạ. Và hội sinh hoạt tốt. Dạ. Thì cho tới hôm nay thì mình có một điều cô cũng đang muốn hỏi là từ 2008 đến là Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt có một cái tên hồi đó mình gọi là VAFA, yeah, right? Yeah. Nhưng mà sau này thì mới cách đây chừng 4 năm, 4 năm thì đổi tên lại, đổi lại là VAUSA. Yeah. VAUSA. VAUSA. Yeah. Ok, có thể cho cô biết cái nguyên do đổi tên và nó có khác biệt gì không? Dạ. Yeah. Thì actually Tính là người một trong những người thành viên bắt đầu thì cho Tính nói cái phần bắt đầu đi rồi xong về sau thì Mimi sẽ. Dạ thì lúc hội mới bắt đầu thì mình theo năm cái ban chủng bên chủng là Army, Marine, Navy, Air Force, Coast Guard. Nhưng sau tới Mimi thì nếu như hai cái bên chủng khác nữa là NOAA và USPHS. Ở trong Mỹ thì họ có 7 cái binh chủng như vậy để cho mình cover hết cái uniform services. Thì mình phải đổi ra là VAFA, từ VAFA qua VAUSA. Nhưng mà nếu nhìn lại thì từ bắt đầu từ VAFA là tại vì lúc đó chúng cháu chưa có biết tới Mimi và các anh em ở trong USPHS và NOAA, hình như chỉ có mới có lập ra là VAFA thôi, Armed Forces Association thôi, Vietnamese American Armed Forces Association. Tất cả mọi binh chủng những cái hoạt động gì để gom lại bảy cái thành phần đó để trong cái quân lực Hoa Kỳ. Dạ. Đổi tên là tại vì lý do để cho nó thêm vô, cho nó đầy đủ, cho nó trọn vẹn, trọn vẹn hơn. Yeah, yeah. Ok. Và bây giờ thì hội của mình là được bao nhiêu người? Mấy nghìn người? Dạ, trên 1.200 người. 1.200 người. Cô còn nhớ Trung tá Tuấn Anh Nguyễn không? Uh-huh. Thì cách đây trong khoảng 2 năm về trước thì anh tìm được một cái cách mà làm sao quyến rũ các anh chị em về chung lại với hội. Thì anh trong thời gian đó anh hoạt động rất là mạnh để mà kéo các anh chị em về và đem cái tiếng của hội của nhà Mỹ Gốc Việt ra đó. Thì bắt đầu là chừng khoảng 5-6 anh em từ 2008. Lúc Mimi mới vô hội vào 2012 đó thì lúc đó khoảng 80 mấy người. Thì sau khoảng 3 tháng thì mình đã lên 180 mấy người. Rồi từ đó thì anh Tuấn giúp hội lên tới hơn 1.200 người. 1.200 người? Dạ, hơn 1.200 người. Dạ. 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 Tức là 1.200 người thì kỳ này mình tổ chức là cái lần đầu tiên mình hồi trước cô nhớ là tổ chức hình như mỗi có một ngày thôi mà bao gồm hết mọi sinh hoạt. Yeah. Năm nay là tổ chức kỷ niệm 10 năm tổ chức 3 ngày liên tục. Yeah. Thì trong những cái 3 cái ngày đó tức là thứ 6, thứ 7, Chủ nhật phải không? Dạ đúng cô. Thứ 6, 14, thứ 7, 15, Chủ nhật 16 tháng 8. Dạ. Yeah. Thì tổ chức thì trong cái coi như 3 ngày đó có rất là nhiều cái tiết mục, nhiều chương trình cho mỗi ngày. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì bây giờ để mà cho mọi người biết, tại vì nói là cái gala không thì người ta tưởng đâu là chỉ là cái buổi dạ tiệc thôi. Dạ. Yeah. Thì mình phải nói là coi như hội năm nay ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cái chương trình tổ chức như thế nào? Dạ, yeah, yeah. Tín có thể nói sơ qua về yeah. cái đó. Tín bắt đầu với thứ 6. Dạ, thứ 6 thì năm nay dịp
cùng dịp là 10 năm thì chúng cháu tổ chức cái giống như là cái conference symposium ở Dallas Marriott Hotel ở đó. Thì cái focus là ở trong quân đội chúng cháu thì mình đưa các anh em về và cái expertise của mỗi người để về mình có thể làm một cái seminar, mình họ có thể teach cái seminar. Thì cái seminar cái ngày 15 ngày 14 đó thì không có phải chỉ có cho quân nhân, các ở trong cộng đồng chúng cháu cũng xin mời các phụ huynh, các niên trưởng ra cùng với chúng cháu để chia sẻ, và nếu mà nhiều có mấy cái program đó thì có thể họ chưa bao giờ họ nghe về thì họ có thể attend mấy cái seminar như vậy. Cái đó là giống như là những cái lớp mà tu nghiệp á, Việt Nam mình có cái gì mình chia sẻ với nhau. Sau cái đó là những giống như em nói là cái expertise về về cái phần nào đó. Ví dụ như nói cho cụ thể hơn á, là cộng đồng có thể thấy là tại vì họ có con em hay là cháu gì đó có đi lính, thì bây giờ mình có những cái VA benefit, có thể là họ không có tìm ra được ngày hôm đó thì tụi này sẽ nói lên. Thì mình là người cha người mẹ hay là người anh người em, mình học được cái đó thì mình về mình chia sẻ và giúp nhau. Một cái lý do mà lúc mà hội thành lập ở 2008, hội VAFA thành lập là để cho giúp đỡ anh em, giúp đỡ gia đình vẫn ở nhà và mình phục vụ ở trong cộng đồng. Thì cái năm nay là trong cái 3 ngày đó là mình thích cái team như vậy để cho mình focus vào mỗi ngày. Như vậy thì cái ngày đầu tiên ngày 14 thì mình focus vào cái professional development ở trong cộng đồng của chúng mình, của chúng ta và các anh em. Rồi ngày thứ bảy thì mình focus on cái promoting of future leaders. Cô thấy trong cái chương trình thì thấy có rất là nhiều cái tiết mục có hấp dẫn lắm, có rất là ích lợi. Yeah. Mà đương nhiên là những người nhà binh thì người ta không chỉ nói là chỉ văn không chứ không chỉ là võ không chứ không có văn. Yeah. Nhưng mà thật sự ra là đa số là văn võ song toàn. Yeah. Thành ra về văn chương, về võ thuật. Yeah. Về điều binh khiển tướng cái gì cũng có hết. Yeah. Thành thử ra cô thấy ở trong này có rất là nhiều mà cái chủ đề của năm nay đó để là promoting our future leaders. Yeah. Rồi tế kế đến là có những cái chương trình giống như là building our community. Yeah. Thì cô thấy cũng hay, cũng rất là ích lợi, hay là recognizing the present hay là honoring our past. Yeah. Thì có những cái đó đều có ý nghĩa hết á. Yeah. Thì nhưng mà để một chút để cô nhờ Mimi với lại Tín nói vào chi tiết. Yeah. Nhưng mà bây giờ trước khi nói cái đó thì cô phải ngồi đây, quý vị chỉ nghe nói Mimi, đại tá Mimi Phan, rồi trung tá Trần Trung Tín, nhưng mà chưa biết rõ một chút xíu về hai người. Yeah. Có thể biết chút chút, trừ quý vị nào chịu khó theo dõi. Yeah, yeah. Thì bây giờ cô muốn nói với Mimi trước là, nếu cô nhớ không lầm, cô biết Mimi cũng lâu, từ lâu rồi. Yeah. Biết là Mimi tốt nghiệp đại học năm 1999. Dạ đúng cơ. Đúng không? Dạ. Rồi sau đó thì cái lý do nào mà tự nhiên lại muốn đi vào trong cái ngành nghề mà dạ. Mimi đang thực thì lúc mà lúc mình đang học trong trường á, có nhiều cái binh chủng nó vô nó recruitment. Thì PHS là một trong những cái binh chủng nó vô trường để nó recruit. Nhưng mà khi lúc đó thì mình cũng không có hiểu về nhiều lắm. Thì Mimi ra trường thực tập học, thực tập thêm một năm. Sau khi ra trường, sau khi tốt nghiệp rồi sau đó đi làm ở ngoài một vài năm. Thì cơ duyên đến vì có một vài anh chị em đã vô trước rồi mới nói Mimi tại sao Mimi không vô. Thì nghĩ tới nghĩ lui, rồi ngày xưa bố mình cũng là trong lính, quân đội. Dạ, cũng là hải quân. Lúc mà mình mới đầu mình biết á, mình tưởng là PHS là hải quân, cho nên mình vô lộn, mình quen luôn, mình vô lộn binh chủng. Nhiều mặc đồ thì giống nhau, thì có thể giống dạ. nhau. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại thì những cái dấu hiệu ở trên áo thì nó khác nhau, dạ. Cho nên khi mà về bố cái nói là con đi vô hải quân, rồi sau này mình hiểu nhiều mới biết là mình không có phải là đi hải quân. Thì lúc mà vô
được được ủy nhiệm thì lúc đó là ủy nhiệm được cái chức là đại úy, là tại vì cái bằng mình ra là cái bằng là bác sĩ dược khoa. Thì sau đó là nó cái từ từ nó đi tới tới bây giờ luôn cô. Tức là từ đại úy. Yeah. Rồi từ từ đại úy rồi từ thường người ta trong quân đội mà người ta từ một cấp bậc để mà lên một cái kế đó không có phải là dễ, cũng không phải là nhanh. Nhưng mà Mimi từ đại úy xong rồi sau đó thì bao lâu lên lên thiếu tá? Đáng lẽ là cái kinh nghiệm, cái năm kinh nghiệm của Mimi là đáng lẽ là phải vô là thiếu tá, nhưng mà vì mình chưa bao giờ mình có service hour hay là chưa có prior service thì nó mới chụp Mimi lại là thành đại úy. Thì nó nói là trong 6 tháng đó thì Mimi phải prove là mình có thể là mình take responsibility as a thiếu tá. Cho nên trong cũng sao trời xui đó khiến sao Mimi cũng vượt qua khỏi cái đó, thì trong vòng 6 tháng họ mới gắn lên thiếu tá. Dạ. Gắn lên thiếu tá xong rồi cái thì không phải nằm ở chỗ đó mà rồi lại từ từ lại đi lên nữa. Thì trong vòng mà để coi từ từ một cái công việc này đổi qua một công việc khác. Thì cũng là để phục vụ trong cái ngành nghề mà mình bắt đầu. Nhưng mà chuyển đi những cái những chỗ khác. Những chỗ thì khác. Từ thiếu tá Mimi đổi về Bộ Quốc phòng. Cái ngành của mình, một cái mà mình nói về lính là mình không hẳn lúc nào cũng làm về cái công việc của mình. Như Mimi vượt dược sĩ, nhưng mà không hẳn là Mimi phải làm về thuốc. Khi mà Mimi đổi về quốc phòng thì nó cho Mimi làm về làm IT. IT là tại sao? Là mình cũng phải build những cái computer mà nó dính líu về thuốc. Thì mình là có cách, mình hiểu được cái language của thuốc. Thì mình giúp họ build những cái system đó. Để mà khi mà ra chiến trường, có người ngã bệnh thì mình type nó, mình bỏ thuốc, mình điều trị như thế nào, thì những cái system đó nó rất là quan trọng. Mimi, mình đang nói đến cái vấn đề mà thăng cấp của Mimi. Thì khi mình lên thiếu tá rồi từ từ thiếu tá xong lên trung tá. Thì không biết cái đoạn đường đó nó chông gai như thế nào, nó dài nhiêu, cô nghĩ là 5 năm. Đối với Mimi thì Mimi được nhậm chức cho trung tá trong vòng 5 năm. 5 năm. Như vậy là average hay là bình thường hay là đó là đặc biệt, tại vì mình Mimi nghĩ là bình thường phải không? Bình thường. Trong hải quân cũng như vậy. Bình thường. Rồi từ trung tá xong từ rồi 5 năm sau thì lên đại tá. Thì cái đó là nó hơi nhanh hơn bình thường, thường là tới ít nhất là 7 năm. Nhưng mà tại vì trong lúc mà Mimi đang trung tá đó, Mimi làm việc của đại tá hơn 4 năm. Thì qua cái thử thách đó thì nó thấy mình làm việc được trong cái billet của đại tá, cho nên nó muốn mình cầu tiến nhanh hơn tí xíu. Thành thử ra coi như là bây giờ thì Mimi gắn lon đại tá coi như hồi năm ngoái hay là 2016 con. 2016 cái đây 2 năm. Dạ đúng. Ở trong cái lễ mà gắn lon ở trong Fort Myer. Dạ đúng con. Bây giờ thì tiên đoán là khoảng bao nhiêu lâu nữa mình sẽ lên chuẩn tướng? Cái đó là con phải hỏi tiên tri. Quý khán thính giả đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi thì quý vị thấy là một nói là đại diện cho nữ lưu của người Việt Nam đã đi vào quân đội và đã thăng cấp một cách rất là tốt đẹp. Tính chứng tỏ rằng cái khả năng làm việc với lại tất cả những cái phục vụ đó rất là coi như là được mọi người họ để ý đến và thấy được và mới được lên những cái sự mà thăng tiến như vậy. Bây giờ trở qua với Trung tá Trần Trung Tín thì Trung tá Trần Trung Tín hình như cũng nghe một cái giai thoại cũng ly kỳ lắm. Tức là năm 1998 thì tốt nghiệp thì vào trong lúc đó thì cháu đăng ký vào trong hải quân. Hải quân nhưng mà với cái cấp với lại cái vị trí là hạ sĩ quan. Hạ sĩ quan. Thì lúc đó là chỉ thích lính đi vào chứ chưa có nghĩ gì, nghe là sợ không đi lính được, thành đã mới xong trung học là đi vào liền. Đáng lý là cháu đi tu chứ, nhưng mà không đi tu được, số không đi tu thì phải đi sau này vào. Xong rồi thì sau khi mà đi vào đó rồi phục vụ. Sau đó thì cháu phục vụ ở bên Nhật,
là 1999 cho tới 2001, 2000 2000 chứ, thì cháu đi học, Tức cháu là ở bên khi Nhật. mà bắt đầu thiên niên kỷ đó hả? Từ 2000 bắt đầu đổi qua Yeah, thiên niên kỷ Y2K mới. nhé, lúc đó, yeah, Y2K, Millennium. Millennial. Xong rồi lúc mà cháu ra bên Nhật ở trên USS Blue Ridge thì cháu với họ nộp đơn để đi học sĩ quan, thì họ dự chọn được, thì từ đó cháu về Rhode Island đi học 1 năm ở trên đó, để cho nó ở trong hải quân thì họ có cái chương trình để cho họ mời mình đi học 10 tháng như vậy, để họ prepare mình đi học đại học. Hành chỉ 2020 2001 cháu xong ở đó, rồi cháu xuống đi học ở Jacksonville University ở trong cái NROTC program. Chỉ nhiều phụ huynh họ có thể, nếu mà họ có con, các con cháu họ muốn đi học cái NROTC program, một cái nhà trường, một cái program để học bổng. Như vậy thì cháu đi học bổng ở đó cho 2 năm. Thường thì là 4 năm. Thường 4 năm Dạ, nhưng mà cháu tại học dở cái quá, có cái 2 năm. chương trình học là 4 năm mà mình học chỉ có 2 năm là mình xong. Thì vậy tại mình học dở quá phải không? Quá dở cơ, quá dở cơ. Thì mẹ cháu vì đi học cái 10 tháng đó rồi xong mấy cái credit, rồi cháu xin waiver xong cháu ra được 2 năm đó, thì 2003 cháu commission ở trong hải quân là sĩ quan. Rồi từ đó cho tới hiện nay thì cháu đã làm ở trên 4 chiếm hạm rồi. Rồi rồi Coi là như phục vụ trên phục bốn vụ chiến hạm. trên 4 chiếm hạm. Rồi cháu cũng ở đi phục vụ ở bên Bahrain, ở cái Bahrain nước Bahrain là là ở cái Saudi Arabia, một cái nước rất là nhỏ trên cái ở bên đảo Trung Đông. và cho bên Trung Đông. Nó 2 lần rồi, tính ra là 3 lần, tại cái lần cái chiếm hạm đầu tiên cũng lúc mà cháu sĩ quan là cũng ở bên đó. Nhiều lúc ở trong hải quân cháu cứ chọc, nhiều đứa nó cứ chọc cháu là nếu mà bên đó đi nhiều nhiều như vậy thì tại sao không mua nhà bên đó. Nhưng mà còn còn có một cái nữa là có thể là con chưa biết á, là khi mà đi Bahrain á là gặp được người đẹp đó. Dạ, thì vợ cháu bé xong rồi mới năm trước thì cháu trước khi cháu về đây ở làm ở Pentagon thì cháu đi làm ở bên Bahrain đó 1 lần, nhưng mà lúc cháu về đây được rồi thì cháu họ đã chọn được làm hàm phó ở bên Mỹ. Bây giờ trong hải quân Mỹ thì họ là họ chọn hàm phó với hàm trưởng 1 lần, rồi để mình ra phục vụ ở trên chiếm hàm là 18 tháng hàm phó, rồi sau đó mình dưới lên làm hàm trưởng. Thì năm nay cháu đã chọn, cháu sẽ xin lên chiếm hàm USS John S. McCain, thì họ đã chấp nhận cho cháu là năm tới tháng 6 năm tới 2019 cháu sẽ qua bên Nhật để Nhận cái nhận cái chức chức vụ vụ đó. mà như vậy thì thăng cấp từ mình quên nói chuyện mình thăng cấp mình gắn từ thiếu tá xong mình bây giờ mình lên trung tá phải không? Dạ, cháu hiện nay đang là thiếu tá, thì năm tới tháng vòng vòng tháng 9 năm tới là cháu sẽ lên trung tá. Năm nay họ đã chọn, Họ đề nghị họ đề nghị là lên trung tá. Thì ở bên hải trong hải quân Mỹ, bên chủng hải quân thì họ chọn 1 năm trước, rồi cái năm sau mình như lên lon thì mà chọn rồi còn phải được chấp nhận, còn phải được này kia, phải review tới lui phải không? Thành nó hơi lâu. Thì thường là họ chọn như vậy thì ít nhất là 4 tháng xong, tại vì họ phải đi từ ở cái chỗ mà họ chọn ở bên Millington, rồi từ đi đi vào mấy cái process của Navy, vào DOD, rồi lên tới tổng thống, rồi tổng thống họ với ông tổng thống họ với sign off cái đó, rồi với đưa vào cho Senate phải để nominate vào Senate để Senate họ với confirm được như vậy. Phục vụ trên bốn chiến hạm rồi cũng chưa thấy ngán thành bây giờ lại cũng muốn đi lên tàu đi nữa Có thể là không số đi tu mà số đi biển thì như vậy. Mimi trở lại cái việc làm của Mimi, cô có một cái thắc mắc là tại vì nói là làm ở trong cái đoàn ủy nhiệm y tế cộng đồng của Hoa Kỳ thì thường mình nghe nói chữ cộng đồng là mình thấy là toàn hết tất cả mọi người dân ở bên ngoài, nghĩa là không có riêng gì hết, nhưng mà tại cô không hiểu, cô nghĩ là trong quân đội đó mà nói cộng đồng thì cô lại nghĩ rằng mấy bác sĩ trong hay là dược sĩ hay whoever trong quân đội đi ra để phục vụ cộng đồng ở ngoài, thì Mimi có thể giải thích cái đó không? Dạ đúng cô, là cái mission của cái sứ mệnh của Public Health Service là bảo vệ
thúc đẩy và tăng tiến sức khỏe của người đời dân. Sống có nghĩa ở sức khỏe của người dân. Thì bởi vậy nó tụi cháu làm về y tế nhiều hơn. Ví dụ như trên cái gói thuốc lá có cái warning là Surgeon General là nếu bạn hút thuốc là có thể gây ra ung thư phổi. Thì cái đó là một cái danh ngôn của một trong những cái chuyện mà Public Health Service làm. Thì không những chỉ có là trong lính mà cũng có người dân ở bên ngoài nữa. Dạ. Hay là chẳng như những cái bệnh truyền nhiễm. Dạ, và gần đây trong vòng chừng khoảng 10 năm nay thì không những chỉ có trên nước Mỹ nhưng mà trên toàn cầu. Ví dụ như Ebola là nó xảy ra ở ngoài bên Africa thì tụi cháu cũng qua đó. Radiation. Mình phải đi qua bên đó. Dạ vâng, thì nhóm của tụi cháu cũng qua bên đó. Radiation leaks ở bên Japan thì cũng có Public Health Service qua. Bên Haiti tai nạn về động đất thì cũng có tụi này qua bên. Thì nó không bây giờ nó đi xa hơn là chỉ có nước Mỹ nữa, nó ra không có giới hạn. Dạ vâng, dạ vâng. Anh Trang, nhưng mà mỗi lần mình đi có những cái bệnh truyền nhiễm, vậy khi mình trở về lại Mỹ thì sao? Mình bị quarantine cơ. Ví dụ như bị Ebola kia rồi á, thì ai qua đó mà chỉ những người bị nhiễm khi mà trở về lại thì bị nhốt vô trong quarantine 21 ngày. Là tại vì họ không muốn mình đem cái đó về lại. Sợ lây. Dạ vâng. Thì họ phải kiểm soát mình trước khi họ cho mình về nhà. Thì khi nhốt như vậy đó thì mình coi như là mình chỉ được ăn với ngủ thôi. Dạ, cô có thể cũng đi tu được. Đi tu được. Dạ, đi tu được 21 ngày cơ. đi cái gì đó nhập thất để mà... Dạ, dạ. Bây giờ mình trở lại cái việc mà chương trình của 3 ngày đại hội. Dạ. Của bây giờ nói hồi nãy cô có hỏi về những cái chủ đề những mà mình nói về đó, thì bây giờ Mimi với lại Tín nói qua về cái đó. Dạ. Tại sao mình focus cho những cái chuyện đó? Dạ vâng. Thì hồi nãy Tín nói là về ngày thứ sáu. Ngày thứ bảy mình bắt đầu với sáng sớm là mình chạy bộ. Chạy bộ này nó có nhiều cái ý nghĩa phía sau. Cái thứ nhất là physical interaction, là mình cho mình khỏe thân thể. Cái thứ hai nữa, mình tạo cái cơ hội khi mà mình chạy với một người nào đó thì mình sẽ trò chuyện với người đó hay là mình nói chuyện. Thì cái này á, mình không những chỉ chạy mà đi bộ nữa, mình tạo cơ hội cho các anh chị em vừa đi vừa nói chuyện vừa tìm hiểu với nhau. Vì cái đời lính của các anh chị em á, cứ 2-3 năm cứ phải đổi đi, cho nên mới vừa nhập vô trường chưa đầy nóng cái phải đi nữa. Dạ, Mimi là một trong những người hên là cái assignment này qua assignment nọ là cũng ở một gần một nơi, nhưng mà có rất có nhiều là anh chị em là đi. Thì cái cơ hội mà chạy bộ với gia đình và bạn bè hay là cộng đồng á, thì ví dụ như cô ra thì mình có cơ hội để tìm hiểu về cô. Cô có thể có nhiều cái Việt Nam Mimi không hiểu, cô dạy bảo Mimi. Còn có cái gì mà Mimi thấy trong lính nó có hay thì Mimi share lại với cô, chia sẻ với nhau. Cái đó là một cách để khi mà các anh chị em mà đi deploy, nhiều khi họ deploy tới hơn cả năm họ mới về lại trong gia đình, thì cái sự xa cách biệt đó nó còn cái thời gian để mà nó nhập lại trong cái đời sống của mình. Mỹ nó gọi là help you to reintegrate back to your normal life. Thì nó tạo ra cái cơ hội cho vợ chồng, con với bố để bond với nhau lại. Anh chị em thì ngồi nói chuyện với nhau. Thì mình chạy cái đó xong á, thì mình chạy xong rồi mình đói bụng. Thì đói bụng thì mình có cái picnic thì tạo thêm cái cơ hội đó để cho anh chị em sinh hoạt với đúng nhau. Dạ đúng. Thì cái đó là cái ngày sáng thứ bảy, mình gọi là 5K fun run walk, là ai đi được đi, ai chạy thì chạy. Rồi nhưng mà cháu chỉ đi thôi, cháu không có thích. Rồi chiều bắt đầu 5:30 chiều thì mình có cái VIP reception. Có nhiều mạnh thường quân giúp Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt 10 năm qua. Thì mình muốn tạo cái cơ hội cho họ về, họ chia sẻ những anh chị em nào có business, personal business hay là cộng đồng có business gì mà muốn chia sẻ với nhau. Hay là nhiều khi mình có cái networking về cái công việc làm, thì đây là cái cơ hội để mình trao dồi thêm nữa về cái job của mình hay là cái công việc. Khi mà mình ra khỏi lính rồi, mình muốn còn đi làm nữa thì mình còn connect với những ai. Thì cái VIP reception là tạo cái cơ hội để cho networking. Và
7 giờ tối thì tiệc nhập vô tiệc. Thì năm nay hơi đặc biệt tí xíu cho những cái chương trình Chương trình buổi tối có gì đặc biệt này. Năm nay thì chúng cháu tổ chức không có mời ca sĩ về, là tại vì chúng cháu muốn reserve cái time đó để cho mình có thể có mấy cái event in trong cái program, ở trong cái program đó more focus vào cái military program này, giống như cái MIA POW ceremony để mình tưởng niệm những tù binh và Cái những đó người rất mà mất là tích. cảm động. Là một hai nữa là chúng cháu năm nay sẽ có một cái demonstration, boot camp demonstration, tại nhiều người có thể trong quý khán giả họ có thể thấy ở trên TV là lúc mà một người họ ở một người sinh viên hay là một người họ ở ngoài họ đi vào quân đội, Sẽ bị họ huấn họ luyện như thay thế đổi nào? sẽ thì luckily ở trong hội chúng cháu thì có mấy cái mấy anh hải sĩ quan ở dưới của thủy quân lục chiến sẽ lên để cho demonstrate như vậy. Và một vấn đề nữa là năm nay Mimi có thể đã mà mời được cái the president's band Cái ban về, nhạc ban của nhạc tổng thống thống. của tổng thống về để cho perform ở trong cái đêm đó. Cho cái đó hèn chi chúng cháu nhiều program đó thì chúng cháu sợ là nếu mà mời ca sĩ về, nhiều người cũng có hỏi là tại sao mình không lại đi, Chắc lại không không có cần. ca sĩ, nếu mà đi như vậy thì có thể 2 3 giờ sáng mình mới xong được, hèn chi mình phải là tắt cái program vào để cho họ lúc mà cộng đồng họ, các quý khán giả họ tới họ, và họ attend thì nó rất là special hơn là như vậy. Với vậy là Lại cũng hết giờ, không không có dạ sợ không có đủ giờ nữa. dạ chúng cháu phải và cũng năm nay là cũng năm là hội tặng lại cái học bổng của anh hùng tử sĩ. cô đang muốn hỏi cái đó đó, dạ cái vấn dạ đề học bổng như thế nào? dạ thì năm năm nay thường thường mỗi năm là có 13 giải, năm nay thì mình chọn ra 10 giải, trong một trong những giải đó thì có 10.000, còn 9 giải kia là 2.000. Đó là cái một cách là khi mà tính nói là build the community, là mình làm như thế nào để mình trao lại những gì mình có, mình chia sẻ lại với Cái cộng học đồng. bổng đó là mình sẽ dựa vào những cái điều kiện như thế nào? Dạ, cách đây hồi bắt đầu tháng 4 thì Hội của Nhân Mỹ gốc Việt có bỏ ra những cái điều kiện. Thứ nhất á, là mình phải có dòng máu Việt Nam, các em phải có điểm trên trung bình là 3 chấm. Phải được nhận vô một trường đại học, một undergraduate program, phải có permanent resident hay là công dân Mỹ, và có những cái giống như là các em phải làm từ thiện trong cộng đồng một thời gian nào đó, là đó là một trong những cái Những cái criteria. điều Dạ, rồi các em phải viết hai hai cái essay ngắn ngắn, dạ, nói về những cái cốt lõi của hội. Hội có 6 cái cốt lõi, 5 cái cốt lõi, thì trong 5 cái đó cái nào là quan trọng đối với cái người cái recipient đó. người thí sinh đó hả? Dạ dạ vâng. Thì họ Thì sẽ ai họ sẽ là giám khảo? thì giám khảo là các anh chị em trong mỗi binh chủng đứng ra một người. Dạ, thì cái cách mà làm thì đơn thì vô tay Mimi. Mimi gạch hết tất cả tên, là mình gọi là double blind á, thì mình blind lại cho người thi không có biết là tên người đó là ai. Thì khi mà Mimi gạch hết ra tên hết đó, nó gọi là redact mấy Họ cái chấm tên đó, bài, họ không biết người đó không có là biết, ai. họ chỉ đọc để mà chỉ học That's content. Thì qua một cái người gọi là deputy director, thì người deputy director for scholarship á, thì phải ra những cái hành trình là phải chấm như thế nào. Rồi cái người đó không có ngồi trên đó, ngồi nó chỉ điều khiển thôi. Rồi 6 7 ngày kia là nhìn cái package đó và chấm điểm từ đó. Cho nên không có ai như biết. vậy phê Dạ à? dạ không Dạ ai rất biết là fair. Nên năm nay là năm đầu tiên cháu có cơ hội để trở thành một người grader, evaluator được những cái application, và rất là những con em ở trong cộng đồng của Rất mình là đã biết rồi, giỏi. nhưng mà cháu muốn emphasize là mấy cái student của bị hiện là bây giờ họ rất là talented. Và Giỏi là mấy cái giỏi đó. essay was outstanding and very hard để cho nhất cho Viết cháu để cho và để ghi điểm và như vậy. thì cái thi đó như vậy rồi có những
Chẳng hạn như bây giờ những người bên ngoài họ muốn gia nhập vào cái hội thì như thế nào? Họ không phải là quân nhân Mỹ gốc Việt. Thật muốn là member hay là ủng hộ viên hay cái gì đó thì có nhận cái đó. Lúc trước khi mà hội mới bắt đầu thì mình có nhận, nhưng mà mình nhìn kỹ lại trong cái nó gọi là IRC code, IRS code ấy, thì cái phần trăm của cái hội viên gọi là family of the association, là có nghĩa là cha mẹ, những người anh chị hệ, em liên hệ gia đình mới nên vào, và cái số đó nó không vượt qua khỏi 2.5% của cái số của anh chị em. Cho nên hồi lúc trước mình có một thời gian mình muốn các cô chú vô, nhưng mà vì cái số đó nó càng ngày nó càng tăng lên, vì cái gia đình mình như ví dụ như Mimi có 4 đứa con thì đó là Mimi có một, nhưng mà người 4 nó là out number Mimi rồi. Cho nên mình reserve một tí xíu khi mà mình nhận vô hội viên. Bây giờ mình chỉ có cho là những gia đình ưu tiên về gia đình. Nếu mà như vậy thì mình không có bị phạm lỗi trong cái IRS code. Nhưng mà cô chú lúc nào cũng đi cạnh bên tụi cháu cũng thì vẫn support, dạ vẫn vâng, ủng dạ hộ. Vâng, dạ vâng, dạ. Đâu cần phải làm member, dạ phải vâng, không? Dạ, đúng rồi. Cái sinh hoạt này đó, những cái sau cái câu hỏi cái điều kiện thì những anh em mà phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ, có những người đã hưu trí hay là đã đi ra không có còn làm việc nữa, thì họ vẫn trong hội mình hay họ vẫn là người của hội phải không? Dạ, cái đó là Mỹ nó gọi là it's a 501c19, thì nó include những cái veteran, là những cựu chiến binh. Thì những người mà nào serve rồi, cái hội có cái requirement đó là khi mà mình về hưu hay là mình separated á, giải ngũ á, thì trong lính á, mình giải ngũ với honor hay là dishonor, thì hội á, cái hội requirement đó là you have to be honorably discharged or retired mới được. Dạ vâng. Ok, vậy tốt. Dạ. Bây giờ nói đến qua ngày Chủ nhật của mình. Dạ, ngày Chủ nhật thì thường là mỗi năm thì hội tổ chức một đảo mộ. Thì năm nay chúng cháu trong cái 3 ngày đó mình được là ngày Chủ nhật thì mình sẽ làm ngày đảo mộ ngày Chủ nhật ở Arlington National Cemetery, và năm nay lần đầu tiên đảo mộ thì chúng cháu sẽ làm lấy cái wreath, cái vòng hoa tại Tomb of the Unknown Soldier trước. Lúc đó là 11:15 hẹn xong đó rồi mình đi xuống ở Arlington National Cemetery, thì mình có hai anh em Mỹ gốc Việt qua đời ở họ đã chôn ở Arlington National Cemetery, thì mình cho xong cái Tomb of the Unknown Soldier mình sẽ xuống đó để như vậy. Thì nếu mà giống như cô nói, mình nhìn lại là 3 cái ngày á, là giống như mình nói là mình recognize the past, mình you know honor the present, và ngày thứ ba là mình you know build the community, mình tới together, mình come together. Nhiều người hỏi là nếu mình lại thấy build the community là sao? Mình build community là qua community service, phục vụ ở trong cộng đồng, giúp đỡ trong cộng đồng, mình giúp đỡ các nhau. Với lại cái chỗ mà phần 60 á, chỉ không chỉ là chỉ có anh em của nhà Mỹ có việc. Nếu mà cô nhớ đó là có nhiều cựu chiến binh khi mà thời 70 chiến tranh Việt Nam, khi mà có nhiều cái chiếc máy bay bị rớt xuống, thì có một vài mộ phần phần mộ chôn chung, thì có những cựu chiến binh Việt Nam mấy pilot thì đa số là nó nằm ở trong section 60, cho nên thường thường cô thấy là tụi này hay tới cái section 60 là cái lý do là như vậy. Hôm trước cái vụ mà có trực thăng đó, họ cũng có họ lập cái bia để tưởng niệm đó, thì họ làm cũng rất là long trọng. Bây giờ nếu mà cô biết rằng cái chuyện mà tổ chức đây là sẽ đông người, đừng nói anh em không là đã đông rồi, rồi thêm những người quân nhân Mỹ, những người chính khách, những này kia cũng đã đông, thì bây giờ phía bên Việt Nam mình thì nếu mình nói những có những người muốn đi tham dự đó, để ủng hộ tinh thần các bạn trẻ trong cái hội quân nhân Mỹ gốc Việt,
Thì tổ chức thì cô được biết là tổ chức ở dưới Marriott ở dưới Dallas Airport. Dạ đúng. Thì rồi giờ giấc như thế nào và cái chi tiết như thế nào rồi liên lạc như thế nào thì mình cho lại... cho cái gala đó thì tụi cháu năm nay bán vé trên trên mạng. Nhưng mà nếu mà các cô chú nào mà có không có computer hay là hơi không có access được đó, thì gọi có thể điện thoại. Gọi điện thoại thẳng cho hội thì cái số mình có để trên nhờ trên nhờ cái cho màn dạ cho màn ảnh và từ đó đó thì mình mới có thể là giúp các cô chú bác được. Một phần đó là mình muốn các cô chú bác về với mình cho nên mình mới hiểu được là có một số có thể là có nhiều cái bất tiện thì nếu mà Mimi có thể giúp được hướng nào thì cứ cho Mimi hay. Cứ nói chuyện với Mimi dạ phải vâng, không? Dạ vâng, dạ vâng. Ok. Rồi cái những cái địa chỉ giờ giấc mình sẽ cho chạy ở trên cái màn dạ, ảnh. Dạ dạ dạ. Nhưng mà con nhắc là khi mà mình đi về cái Marriott á, mình dùng cái đường Airport Road là tại vì cái đó nó đi thẳng vô cái hotel luôn, đừng đừng có đi 260 mình phải trả tiền thêm. Dạ. Chạy cái đường express chạy vô trong phi trường. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Và người người ở phía người ở hotel họ họ hướng dẫn mình là như vậy. Oh, ok. Dạ. Yeah. Như vậy thì coi như mình cũng nói đầy đủ về cái sinh hoạt của 3 ngày đó rồi phải không? Dạ vâng cô. Thì bây giờ cái trước khi mình chào từ giả khán thính giả của Đài Truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn thì cô cũng mong rằng có ngày cô gặp lại thì lúc đó Mimi mang lon chuẩn tướng, còn Tín thì mang lon đại tá. Đại tá một chiến hạm lớn hơn. Bây giờ là John S. McCain. Mai mốt không biết là cái bây giờ cái chiếc nào lớn nhất bây giờ. Cho ở trong cái community của cháu là cruiser là dưới amphibious ship là lớn nhất. Những cái carrier là những người họ lái máy bay, họ dưới làm hạm trưởng. Cho cháu thì giống như mấy cái chiếc hạm mà họ đưa từ quân lục chiến á. Ở trên nó đi đổ quân thì dạ đúng rồi, dạ thì như vậy đi nhanh hơn. Dạ thì trước khi chúng cháu end thì chúng cháu cũng xin gửi lời mời các quý khán giả và các niên trưởng và các cụ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ra xin mời tới tham dự bữa tiệc gala chung như chúng cháu, giống như cơ hội mà các anh em và cháu riêng cho cháu về đây để phục vụ ở vùng này rất là ít, giống như là bắt đầu tuần sau tuần này là cháu bắt đầu đi học và phục tập rồi hành chi đây là một cơ hội chúng cháu cơ muốn hội xin gặp cơ hội dạ để gặp để mà chia sẻ để thăm dạ dạ. Và Mimi cũng dạ Mimi cũng xin cảm ơn 10 năm qua các cô chú bác và cộng đồng đã luôn luôn gắn bó cùng với Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt. Thì 10 năm giống như cô nói là không không ngắn mà cũng không dài. Nhưng mà nó là một cái milestone. Dạ cái nói mốc để mà mình có thể nhìn lại mình đã đi qua bao nhiêu cái thăng trầm. Dạ. Thì đây là một cái cơ hội để mà các anh chị em về với tụ họp với gia đình lớn của Hoa Thịnh Đốn. Thì mình rất cái số 1.200 người đó nếu mà đó là đâu có hết phải không? Dạ, dạ, chỉ có một phần nhỏ thôi. Phần nhỏ dạ. Thì cái communication á có nhiều anh chị em chưa biết tới mình thì đây là cũng là một cái cơ hội để mình truyền ra. Mà thường mình gặp như vậy câu hỏi chốt của cô là ví dụ như mình gặp như vậy rồi khi mà chia tay rồi đó thì thường là communicate nhau bằng cách như thế nào? Thời đây thì có Facebook. Okay. Dạ, Facebook rồi khi mà các anh chị em vô hội thì họ cho một cái email là mong rằng là cái email đó nó không có đổi. Nhiều khi họ dùng cái Word email thì qua công việc này công việc kia thì nó đổi đi. Có một phần mình bị thất lạc là như vậy. Kính thưa quý khán thính giả, từ nãy giờ quý vị đang nghe câu chuyện của chúng tôi với lại Đại tá Mimi Phan và Trung tá Tín, mà một người mà tôi nghĩ chúng tôi nghĩ rằng là dở quá thành ra đã học đại học thì có 2 năm là xong, mà từ một hạ sĩ quan để mà vươn lên để về trở thành bây giờ lại là sẽ là hạm phó của một chiến hạm, rồi trong tương lai gần sẽ là hạm trưởng. Thưa quý vị, đó là những điều tốt đẹp của thế hệ trẻ của người Việt của chúng ta đã nối bước cha ông. Chúng ta cũng nên hãnh diện về những điều này
Và cảm ơn Mimi rất nhiều, cảm ơn Tín nhiều đã đến đây để chia sẻ. Mimi cũng cảm ơn cô và cảm Hy ơn. vọng là mình sẽ còn có dịp gặp nhau nữa. Dạ. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.